Và đặc biệt hơn là đây là kết quả đầu tiên mà người, kết quả của tháng đầu tiên mà người chị này đã kinh doanh tại Design luôn đó các anh chị ha. Và đúng rồi, ở đây thì đó là chính là chị Giang Thị Thúy cả nhà ha. Và để mà đạt được cái kết quả mỹ mãn này á, thì đồng thời khi mà đạt được kết quả mỹ mãn này thì chị đã nhảy vọt lên là đại lý 2 sao luôn, và hoàn toàn là bằng danh số cá nhân luôn cả nhà ha. Thì khi mà Toàn hỏi bí kíp làm sao á, thì chị có chia sẻ cái bí kíp lớn nhất của chị chính là cực kỳ yêu thích và tâm đắc cái sản phẩm cũng như là cái mô hình kinh doanh của B-Size, nên là chị rất là mạnh dạn trong việc bán hàng và chia sẻ các giá trị kinh doanh cho người khác luôn. Ok, thì Toàn cũng không cần phải nói dòng dài nữa, mình hãy làm bằng cách là việc mời một người bằng da bằng thịt bằng xương lên đây chia sẻ với chúng ta luôn nha. Thì các anh chị hãy cùng nhau là thả icon này, thả tim này, thả vỗ tay này để chào đón chị đại lý 2 sao chị Giang Thị Thúy nha. Rồi ok, hello chị Thúy nha. Xin cảm ơn Ngọc Toàn, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. À, qua lời giới thiệu qua cánh của Ngọc Toàn làm cho mình cũng thấy cảm thấy run đấy. Xin chào tất cả mọi người. Mình cũng xin tự giới thiệu lại là mình là Giang Thị Thía. Năm nay sang năm 2021 là 42 tuổi rồi. Thế và hiện tại thì mình đang là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thế và trước khi đến với B-Say thì mình làm công việc trước kia thì là mọi người không nghĩ là mình lại có thể là bán hàng kinh doanh online được đâu. Đúng quả là như vậy. Và có nhiều người đến hiện nay là thấy bất ngờ, bởi vì mình rất là hiền và mình cũng không có năng động như mọi người đâu. Thế và cũng cách đây một năm thì mình cũng có duyên đến với kinh doanh một cái sản phẩm mà lau chùi không hóa chất, vì mình cũng rất là yêu cái sản phẩm đó cho nên là mình cũng làm. Thế và cũng khá là thành công với lại cái mô hình kinh doanh đó. Tuy nhiên thì sau khi kinh doanh ấy thì mình cũng thấy là sản phẩm thì rất là tốt rồi, tuy nhiên thì công việc của mình thì rất là bận các bạn, bận lắm. Mình thường xuyên là phải đi họp mà cả buổi sáng và buổi chiều luôn. Thế và khi mà mình nhập hàng và giao hàng á thì nó rất là khó khăn. Thế và khi mà nhập hàng thì phải bỏ vốn ra này. Thế và các cái đại lý và cộng tác viên cấp dưới của mình thì mình hay tạo điều kiện cho nên là cho các bạn ấy từ từ với lại trả tiền, cho nên là nó có bất cập là động vốn rất là nhiều. Thế và nhiều khi có những sản phẩm mình nhập về thì như cái hồi dịch đó là khi mà nhập về rất nhiều, nhưng khi mà hết dịch rồi thì bây giờ là lượng hàng nó cũng vẫn còn cái nước sát khuẩn đó, thì nó cũng có những cái rất là nhiều bất cập mà trong đầu mình cũng nung nấu, mình cũng muốn là tìm một cái mô hình gì đó là kinh doanh mà có cái sự nghiệp mà nghề tay trái mà nó lâu dài và bền vững. Thế và cũng rất là may mắn là mình tham gia một lớp tự tin thuyết trình trước công chúng của MC Mỹ Vân, thì có gặp bạn Vũ Nhà. Thế và bạn có chia sẻ về mô hình của B-Say. Tuy nhiên thì sau khi mà nghe Út Mi chia sẻ trong cái buổi OPP đó thì mình cũng đã rất hiểu và mình thấy cái mô hình này rất là hợp với mình. Mình đã hiểu ngay vấn đề là tại sao cái mô hình này mình chưa, trong đầu mình chưa nghĩ ra là có một cái mô hình lại thông minh như vậy và tinh gọn như vậy. Thì mình cũng nghĩ là mình sẽ phải tham gia, và ngay hôm đó thì mình cũng đã là đăng ký để lại số điện thoại, và sau đó thì được bạn Nhài này và đặc biệt là Huỳnh Hồng thì cũng ABC và tư vấn cho mình, thì mình cũng đã ký quỹ đại lý, và cũng sau một tuần thì rất là bận rộn thì chính thức là ngày mùng 5 tháng 12 các bạn nhé, mùng 5 tháng 12 vừa rồi thì bắt đầu là mình khởi động kinh doanh. Thế và trước khi kinh doanh thì là mình cũng xây dựng mục tiêu, và đặc biệt là đến với mô hình của B-Say thì mình cảm nhận là cái năng lượng rất là nhiều các bạn.
năng lượng rất nhiều. Mà trước kia mình cũng chưa hình dung ra, mình chỉ thích là cái mô hình này thôi. Và cũng đọc sách các bạn, bạn gửi cho các quyển sách 7 bước thành công đó. Thế rồi các cái tài liệu liên quan thì mình cũng có đọc, mình cũng chưa. Tuy nhiên thì khi mà vào hoạt động rồi mình cảm giác là nó là cái mô hình rất là năng lượng, rất là tuyệt vời, mọi người rất năng lượng và có sự hỗ trợ nhau rất là nhiều. Từ các cái leader rồi các đội nhóm và cả cấp dưới cũng hỗ trợ rất là nhiều và tham gia rất là nhiều các cái chương trình đào tạo. Và như các bạn, như bạn Chiến có nói đó, thì cũng được trước hết là phát triển bản thân, đúng không ạ? Trước hết là phát triển bản thân, các cái kỹ năng của mình, thế rồi được tìm hiểu các mô hình kinh doanh thì rất là thích rồi. Thế và sau khi một tháng, sau một tháng thì mình đã cái doanh số được trên 80 triệu B-boy mọi người ạ. Thế và đã đạt là 2 sao trong tháng 12. Và qua đây thì cũng xin được trân trọng cảm ơn tất cả các leader, Lê Nguyễn, Dô Nhung và đặc biệt là bạn Huỳnh Hồng, là người luôn là sát cánh với phía trong những khó khăn. Và ngay kể cả cái khi mà buổi đầu tiên mà mình khởi động kinh doanh là cái buổi mà mình đi du lịch ở trên Sapa, thì hồi đó là còn chưa có app trên điện thoại đâu, thì Huỳnh Hồng cũng lại chính là người hỗ trợ mình để lên đơn hàng ngay trong hôm đó. Và hôm đó là mình nhớ là hai con robot đầu tiên mở hàng trong cái buổi mà mình còn chưa biết lên đơn hàng. Thì như vậy là cảm thấy là các bạn có thấy là mô hình rất là tuyệt vời không ạ, và đội nhóm của chúng ta rất là tuyệt vời. Và đó là những cái gì mình cảm nhận được như vậy. Thế và cũng có khó khăn trong cái quá trình đầu tiên mà mình tham gia BC đó, cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và cũng là cái bài học, và cũng ở đây để chia sẻ để các bạn có thể cảm nhận được là mình có một cái đơn hàng là có cái chị bạn ở Sầm Sơn Thanh Hóa, thì chị đặt một con robot. Thế sau khi mà nhận về rồi, thứ nhất là bạn chị nhìn là mình chia sẻ là robot của Đức. Thế nhưng mà khi là nhìn cái sản phẩm cái ở bên ngoài là made in China, chị bảo sao lại nói là của Đức mà tại sao bây giờ lại là sản xuất tại Trung Quốc. Thế mình cũng đã phải rất là bình tĩnh và chia sẻ cho chị á, chia sẻ cho chị. Và cuối cùng thì sau đó ngày sau thì chị dùng, chị cảm nhận là lại rất thích rồi. Và hôm sau thì chị nói là chị muốn mua thêm một con nữa. Đó, mua thêm một con nữa. Thế và các bạn được biết như thế nào ạ? Mua thêm và để tặng cho bạn thân của chị ấy. Thế và sau khi mua thêm rồi thì chị bạn đó lại chia sẻ với trường của chị là có hai người mua nữa. Cái chị bạn ấy là có hai người mua nữa. Và cái chị được tặng đó thì chị cũng lại có hai cô giáo cùng trường của cái chị được tặng đó đang muốn mua. Thì hiện tại là mình đã đặt về Thanh Hóa là 4 con rồi. Thế còn lại là hai chị nữa cũng đang là muốn mua. Thế như vậy để nói rằng là nếu như chúng ta cứ nghĩ là khó khăn thì chúng ta sẽ không làm được, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây thì có một cái niềm tin là tuyệt đối về mô hình của công ty, về những con người của công ty đó. Từ CEO Nguyễn Sơn đến và các leader, các tổng đại lý và các cái đại lý chi nhánh và các đại lý các sao cũng như là các đại lý của BC, thì mình cảm nhận là những người mà rất là có tâm, trước hết là những người chia sẻ ra rất là có tâm. Thế và tâm và có tầm ở đây là cái mô hình mình cho rằng là rất là thông minh mà mình cũng chưa nghĩ là có một cái mô hình thông minh là như vậy. Thế ở đây là rất tiếc cho những ai mà chưa biết, cho nên mình có mấy khao khát là cái sản phẩm thì rất là tốt rồi, muốn trao đi truyền đi giá trị là cho người khác. Mình muốn được dùng cái gì thì mình đặt địa vị mình vào người khác và mình muốn là trao giá trị cho người khác. Thế và thứ hai nữa là mình cũng muốn là mình sẽ phải tự khẳng định được mình trước. Thế và sau đó thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người để có thể là phát triển, tham gia vào BC và thành công ở tại BC. Thế và sau một tháng thì cũng xin chia sẻ mọi người là sau một tháng thì mình cũng phát triển được 4 đại lý một tháng ấy, thì được 4 đại lý và 2 cộng tác viên. Và cho đến nay thì riêng bản thân Thía thì được 7 đại lý và 2 cộng tác viên, và đội nhóm của mình thì cũng được 4 cộng tác viên và 1 đại lý rồi. Thế và doanh số hiện tại
của mình mà ở đây thì đang bất cập là công ty chưa đáp ứng được đủ hàng, cho nên là cái lượng doanh số nó cũng tạo dừng, và tạo dừng ở đây mà chưa đăng đó thì là khoảng là 150 triệu Vboy rồi. Và tháng này nếu như mà hàng không nhỡ mà chuyển về nhanh được thì chắc chắn là mình cũng sẽ đạt 3 sao trong tháng 1. Thì đó là chia sẻ với mọi người một chút như vậy. Thế và ở đây thì mình cảm nhận được rất là nhiều giá trị từ cái mô hình này rồi, và rất là mong muốn mọi người thật là nhiệt lên, rất là nhiệt lên, và muốn là chúng ta cùng nhau hỗ trợ và hãy liên hệ với leader của mình để xây dựng mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Và hàng ngày thì Giang Thế cũng cùng với lại đội nhóm của mình tham gia vào 5AM để xây dựng mục tiêu được để rèn luyện và phát triển. Thế và mình công việc thì rất là bận, nhưng cũng thu xếp là các cái buổi có thể tham gia học tập được, giao lưu được là mình sẵn sàng tham gia và để nhận được nhiều cái giá trị. Và khi mình nhận được rồi, mình phát triển được rồi thì mình sẽ trao giá trị cho người khác. Thì đó là những cái điều mà Giang Thế cũng chia sẻ như vậy thôi. Thế và qua đây ấy, thì cũng rất là mong muốn, đặc biệt là những đại lý mới, rất là muốn chia sẻ với các đại lý mới là mô hình BC là cái mô hình cực kỳ tinh gọn và thông minh, và cũng con người mà tham gia BC thì là rất là tuyệt vời, các sales rồi các leader rất là tuyệt vời. Và các bạn là hãy mạnh mẽ lên và hãy xây dựng mục tiêu cho mình, và hãy nhờ các leader xây dựng mục tiêu cũng như là định hướng cho cái hướng phát triển lâu dài của mình và phát triển thật mạnh mẽ lên. Và mà mong muốn rằng là hàng tháng chúng ta cũng được họp, được chia sẻ nhiều các cái con người, nhiều cái đại lý mới của chúng ta lên 1 sao, 2 sao, 3 sao, và đại lý vùng rồi đại lý toàn quốc. Thì rất là mong mọi người cùng cố gắng, và cũng rất là mong Giang Thế cũng xin là cảm ơn mọi người trong thời gian qua cũng đã động viên cổ vũ Giang Thế rất là nhiều. Và chính vì những cái lời động viên cổ vũ như vậy, và mình rất là mạnh mẽ và rất là mong muốn khát khao được là mình sẽ thành công, và để không phụ lòng những cái leader của mình cũng như là đội nhóm của mình. Xin được cảm ơn mọi người. Xin mời gặp lại. Rồi, ok cả nhà ha. Thì rất là cảm